tụi em học em thấy áp lực, em thấy mệt mỏi lắm. Ok em gục ngã đi, em gục ngã để thằng khác nó dẫm lên em, nó trà đạp lên em để nó đi lên thôi, đơn giản mà. Cuộc sống mà, em không cố gắng người khác lại dẫm lên em thôi. Liệu em có muốn làm bàn đạp cho người khác không? Không biết là em có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa. Có lẽ không ít người giật mình khi nghe câu nói này. Trong những năm tháng có thể học tập tốt nhất, bạn lại chọn yêu đương. Trong những năm tháng bạn có thể chịu khổ tốt nhất thì bạn lại chọn cách an nhàn hưởng thụ. Để rồi năm cạn tháng mòn, bạn đã bỏ lỡ những ngày tháng có thể chịu khổ để phấn đấu đưa bản thân đến một cuộc đời mở mang và ý nghĩa hơn. Đừng để bản thân phải hối hận vì chỉ toàn những điều vô nghĩa tẻ nhạt mà bạn đã làm. Cứ sống đi các bạn, cứ sống như kiểu là ngày mai mình sẽ không được sống nữa. Ngày nào làm được gì thì làm. Ai cũng thế, một ngày chỉ có 24 tiếng rồi các bạn. Cố lên, rồi các bạn sẽ trở thành một con người khác lúc nào các bạn không hay được. Khi mà các bạn nhìn lại quá khứ của các bạn sẽ thấy buồn cười lắm. Nó là một cái chuỗi mà chúng ta không thể biết trước được. Hay là mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả.